Chương trình bản tin học đường của đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực. Kính chào thầy cô, các bạn học sinh và quý vị khán giả thân mến. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: kết quả cuộc thi vững tin Việt Nam, đoàn trường thực hiện chương trình tiếp bước đến trường, và cuối cùng là thông tin về cuộc thi thanh thiếu niên tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề Bác Hồ với thanh thiếu niên. Các bạn học sinh thân mến, cuộc thi vững tin Việt Nam vẽ tranh cổ động phong trào phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo kế hoạch đoàn viên, học sinh tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn trường đã nhận được 27 hình tham gia từ các bạn đoàn viên, học sinh gửi tham gia. Các tranh đã được đăng trên fanpage đoàn trường và được tiến hành bình chọn từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021. Mỗi lượt like yêu thích sẽ được tính 1 điểm. Giáo viên trường like yêu thích được tính 3 điểm. Qua bình chọn trên Facebook, kết quả như sau. Bạn Trần Thị Phương Trang, học sinh lớp 12A9 với tác phẩm Quyết thắng COVID-19 với tổng điểm là 41, đạt giải khuyến khích. Bạn Trương Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 11A2 với tác phẩm Vững tin Việt Nam đẩy lùi COVID với tổng số điểm là 42, đạt giải khuyến khích. Bạn Võ Thị Kim Hương, học sinh lớp 11A2 với tác phẩm Niềm tin với tổng điểm là 48, đạt giải khuyến khích. Bạn Phan Ái Nguyên, học sinh lớp 12A1 với tác phẩm Đẩy lùi Corona với tổng điểm là 67, đạt giải khuyến khích. Bạn Bùi Vũ Lan Phương, học sinh lớp 11A2 với tác phẩm Những chiến binh thầm lặng với tổng số điểm là 75, đạt giải 3. Bạn Lê Thanh Trâm, học sinh lớp 11A2 với tổng số điểm là 96, đạt giải nhì. Đặc biệt, bạn Lê Thành Phát, học sinh lớp 11A1 với tác phẩm Nguyên tắc 5K tốt cho mọi nhà với tổng số điểm là 105, xuất sắc đạt hạng nhất. Chương trình Tiếp bước đến trường là một chương trình ý nghĩa được đoàn trường tổ chức thực hiện đều đặn trong nhiều năm học vào đầu năm học mới, nhằm hỗ trợ phần nào những khó khăn, trở ngại của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại càng khó khăn hơn trên con đường đi học. Tuy nhiên, đoàn trường đã được sự quan tâm, đồng hành từ thầy cô, quý phụ huynh và quý mạnh thường quân. Qua đợt vận động, đoàn trường đã tiếp nhận được 37 triệu 800 nghìn đồng, và số tiền này đã và đang được tiến hành trao gửi đến các bạn học sinh. Mỗi bạn sẽ được nhận 350.000 đồng nhằm phần nào hỗ trợ trong việc mua sắm các dụng cụ học tập. Chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật và đưa tin trong các bản tin lần sau. Cuộc thi Thanh thiếu niên tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề Bác Hồ với thanh thiếu niên năm 2021 được thực hiện với hình thức quay video giới thiệu từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. Sản phẩm cuộc thi là một video clip giới thiệu một tác phẩm hoặc một chùm tác phẩm, thời gian ít nhất 5 phút, tối đa 12 phút, với nội dung về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, với những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thành tựu đổi mới của đất nước và địa phương đạt được từ thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua phát động, ban tổ chức đã nhận được 10 sản phẩm gửi tham gia. Các sản phẩm đã được đăng tải trên trang Facebook Câu lạc bộ đọc sách với các bình chọn. Bước 1. Like, đăng ký thành viên Câu lạc bộ đọc sách. Bước 2. Share và like hoặc yêu thích ảnh. Mỗi lượt like, yêu thích được tính 1 điểm. Giáo viên trường like, yêu thích được tính 3 điểm. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 26 tháng 9 năm 2021 đến 21 giờ hôm nay. Nên các bạn tranh thủ bình chọn ủng hộ cho bạn mình nhé. Lưu ý, các lượt tương tác chỉ tính trên các bài dự thi đăng tại trang Câu lạc bộ đọc sách, sẽ hủy kết quả nếu phát hiện hết lượt like và gian lận trong các bình chọn. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bản tin học đường của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại thầy cô, các bạn học sinh và quý khán thính giả ở bản tin lần sau. Xin trân trọng kính chào!